Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK Rồi chúng ta tiếp tục với series Newbie mới nhất các bạn Thì hôm nay đã là ngày thứ hai, Ngày 1 các bạn thì con hạt Newbie của mình cày tới map 12 Không phải là hết việc để chúng ta làm Nhưng mà mình không có thời gian để mình cày nữa Thì đâu đó map 12 của ngày 1 thì nó cũng đã làm một cái target kha khá rồi các bạn Với ngày 1 mình đã dừng ở map 12 Thì đâu đó ngày 2 chúng ta đã bào lên được con map mười mấy Không thì map 2 ít các bạn nha Nếu mà có đủ thời gian thì chúng ta đã cày lên được tầm đó với sự hỗ trợ của năm con long tộc thì ở đâu đó thì có thể là bò được khoảng map 20. Cái vấn đề của chúng ta là cái thời gian chúng ta bỏ ra để chúng ta leo map nó lâu quá các bạn. Lâu quá các bạn, nó siêu lâu luôn. Thì trong video ngày hôm nay thì chúng ta để xem thử sang bắt đầu ngày thứ hai. Khi mà mình vừa mới đi xong cái mê cung bí ẩn thì với cái meta mới này thì chúng ta đã đủ để chúng ta đổi cái con rem chưa nha. Có rất là nhiều bạn là không biết đổi cái con rem ở đâu thì các bạn xem chi tiết trong video này nè. Rồi các bạn muốn đổi rem thì các bạn hãy vào giao diện này chỗ này. Các bạn bấm xuống, các bạn vào chỗ bạn bè. Các bạn qua bên đồn chú lính, chúng ta bấm vào trao đổi đá. Thì các bạn hãy xem số lượng đá không gian mà mình có thể đổi được. Đầu tiên là về su anh hùng. Với việc là chúng ta có rất là nhiều cuộn xâm, cơ cả, cả cuộn xâm rồng. Thì su anh hùng của mình đổi lên được tới 53 mảnh. 53 mảnh đá không gian. Và để đổi được con đêm thì chúng ta chỉ cần có 100 đá thôi các bạn Riêng xu anh hùng của mình đã là 53 Và xu, xu ban hồi của mình là 6 Còn đây là tiền xu mê cung Tiền xu mê cung các bạn nó là 66 Nó thừa luôn các bạn nha Hiện tại thì nó đang thừa xu mê cung và xu ban hội Do đó thì mình sẽ bỏ bớt cái xu, uh, xu ban hội này đi rồi, mê cung của mình hiện tại cũng đang thừa luôn thì mình cũng báo nói các bạn mình để ở đây là 47 để chúng ta vừa đổi tròn 100 viên đá không gian. Đủ để chúng ta đổi chúng ta sẽ đổi đúng 100 viên đá không gian các bạn. Vừa đủ, vừa đủ để chúng ta đổi về cái con rem, chúng ta sẽ không có đổi dư các bạn nha. Để dành tự nguyên đó thì để sau chúng ta sẽ đổi Emilia và cái con tướng chúng ta chọn đổi sẽ là con rem. Con tướng chúng ta chọn đổi sẽ là con rem. Đó các bạn hãy gia nhập vào một cái ban hội nào đó các bạn chỉ cần gia nhập một cái ban hội nào đó thì sẽ có rất là nhiều rem có sẵn cho các bạn mượn có sẵn cho các bạn mượn nha các bạn dễ dàng đổi được đổi được cái con rem này với việc là các bạn gia nhập ban hội thì rất là nhiều bạn nói chung là online thì người ta sẽ ngay lập tức cho các bạn thuê con rem chẳng ai mà không cho thuê được các bạn các bạn có thể tự chọn nha rồi sau khi mình chọn một người đang online thì mình đã nhận được về cái con rem đây là con tướng mới của chúng ta Chúng ta đã đổi về được con riem với 100 đá không gian thì mình đã đổi được con riem ha Vừa bước sang ngày 2 là chúng ta đổi được Thậm chí hình như đâu đó ngày 1 là chúng ta vẫn có thể đổi được rồi các bạn Rồi nhiệm vụ tuần của chúng ta còn đúng một cái nhiệm vụ nữa Đó là mua một vật phẩm hạt tướng từ cửa hàng mây cung Cái nhiệm vụ theo tuần các bạn thì nó liên quan mật thiết tới việc đó là chúng ta swap Do đó thì mình cần phải quan tâm tới nó các bạn nha nó anh lóc cái nhiệm vụ theo tuần thì mình có thể swap được các bạn mình có thể sử dụng cái 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 chức năng đó là swap nên mình sẽ mua đại một cái thứ nào đó để chúng ta anh lóc cái nhiệm vụ tuần và chúng ta mở khóa cái chức năng swap chúng ta có thể mua bụi này bụi hiện tại newbie đang rất cần chúng ta thể vào mua đây mua một năm trăm bụi từ shop mê cung để cho nó hoàn thành nhiệm vụ tuần các bạn sang ngày thứ hai thì chúng ta đã thể hoàn thành được xong cái nhiệm vụ tuần và với việc là nhiệm vụ tuần hoàn thành thì cái sự kiện di sản gan góc của mình nó sẽ được unlock và chúng ta có thể đổi tướng sang một con tướng khác Và mình sẽ lên một cái video về cái mẹo di sản gan gốc để chúng ta tối ưu, để chúng ta có thể tối ưu các bạn à, một Mình sẽ lên video về một cái mẹo trong di sản gan gốc để chúng ta có thể tối ưu và chúng ta đổi về cái tăng bậc tướng cao nhất, cái kiểu như mình ăn gian một xíu á Rồi, à, trong video này thì chúng ta sẽ nói tiếp tục về cái con Rem sau khi mà các bạn thuê cái con tướng rem này về thì chúng ta sẽ có một con rem như thế này ở level 1 và chúng ta sẽ trang bị lên cho rem, rem chúng ta sẽ không tăng cấp cho nó nha. Chúng ta sẽ liên kết rem với lại một cái con tướng khác ở trong đây. Ví dụ hiện tại thì chúng ta đang có một con tướng long tộc bậc cao nhất và cấp cao nhất là con Cassio thì mình sẽ vào đền Thăng Thiên này này, mình sẽ liên kết con rem với lại con cách siêu bạn mình chọn hai con này và chúng ta bấm vào cái nút hợp hợp nhất linh hồn thì hai cái con này nó sẽ là hợp lại thành một với nhau và con rem bây giờ nó sẽ mang cấp độ tương tự như con cách siêu và bậc tương tự như con cách siêu luôn bạn đó đây là cách để chúng ta và chúng ta tăng cấp thì chúng ta sẽ tăng thẳng vào con cách siêu rem của mình nó sẽ được tăng cấp theo các bạn nha rồi đây thì chúng ta sẽ mang bộ sưu tập cho cái con rem rồi như vậy là với việc là mình mình vừa làm các bạn thì chúng ta đã có cái con rem về tim. Tuy nhiên với việc mình làm vừa xong thì chúng ta không thể nào sử dụng song song cả rem và con siêu Do đó các bạn có thể bỏ cái con siêu ra khỏi tim và chúng ta cho cái con rem vào. Rem thì chủ yếu là nó được cái con Ivan Support nổ được là sẽ si win các bạn nha. Còn nếu mà nó không nổ được thì coi như chúng ta thua. Rồi mình có thể dùng cái con con cách siêu hàng mượn, con cá siêu hàng riêu của mình đã bị đem chiếm mất slot thì chúng ta có thể mượn cái con hàng mượn các bạn có vẻ như là để cái con rem của chúng ta hồi mana ở cái ải này thì hơi khó một xíu bạn ha dê phi lao ác quá gì mấy cái lũi lên chưa kịp làm gì cái bị quánh hẹo mất tiêu rồi các bạn đối tượng trùm mền là con nào ok rem đang là đối tượng được trùm mền các bạn nhưng mà việc cái con này hồi nổ hay lâu rồi nổ nào một phát là coi như win chưa các bạn chưa đủ đam tiếp tục Ivan lại trùm mền cái con rem của chúng ta và hai phát nào các bạn ok với việc là mình mình cày nhiệt tình nói chung là cũng không gì đâu các bạn chúng ta tham full tham gia full tất cả các chế độ quan trọng nhất là đợt này nó cho chúng ta free cụ xâm rất là nhiều cùng với việc là sum rồng các bạn nên là chúng ta có nhiều cái su anh hùng và chúng ta sử dụng cái số lượng su anh hùng đó thì chúng ta nhanh chóng sở hữu được một con rem à, sở hữu được con rem ngay ở bắt đầu ngày hai có thể cuối ngày một là chúng ta đã có cái con rem này về tim rồi về con rem này nếu các bạn sử dụng thì trong quá trình xài các bạn sẽ hay thấy là nó đánh các bạn hay bị miss skill rất dễ là bị miss skill thì để cái con rem nó đánh nó để mít á chiêu nổ để mít các bạn thì chúng ta cần gì đó là chúng ta cần trang bị và vũ khí cho con này ở bậc cao các bạn ha và đặc biệt là đồ không gian nhưng mà đồ không gian đầu game thì nó hơi, hơi, hơi khó kiếm một xíu các bạn đồ không gian thì đầu game các bạn kiếm không ra thì để lên map cao hơn khi mà đã anh lóc cái đồ không gian thì các bạn ưu tiên vũ khí với lại cái đôi giày cho con rem nha để cho cái, cái chiêu nổ con này nó không bị miss dam các bạn chiêu nổ con này nó không bị miss dam thì chúng ta chơi chủ yếu là chúng ta xài chiêu nổ của con rem là chính mà chiêu nộ của nó mà bị mít đa mà không vô đam thì coi như chúng ta thua, coi như chúng ta thua và không thể leo map được các bạn nha Rồi, về cái con rem thì chúng ta sẽ cần có cái lưu ý gì đó là các bạn tăng bậc cho cái, các bạn tăng bật cho con rem này càng cao càng tốt Các bạn tăng bậc cho nó càng cao càng tốt các bạn tức là các bạn liên kết cho con rem với một con tướng có bậc càng cao càng tốt nha à, các bạn nhớ là các bạn liên kết rem với một con tướng nào đó mà có bậc càng cao càng tốt đặc biệt là những con tướng mà đã bắt đầu lên bậc đỏ các bạn bắt đầu là lên bậc đỏ hoặc là bậc đỏ cộng để có trang bị độc quyền cho con rem thì lúc đó rem sẽ mạnh hơn rem sẽ mạnh hơn Rồi, đối với anh newbie thì chúng ta hoàn toàn có thể tham gia cái sự kiện hiệp ước của rồng trong cái hành trình khởi đầu để chúng ta tìm về thêm những cái cuộn xâm, để chúng ta xâm long tập cũng như là lấy thêm những cái rương tài nguyên này để mở ra rương tài nguyên các bạn đặc biệt là bụi hoặc là kinh nghiệm để chúng ta tiếp tục tăng cấp cho tướng và tăng cho tướng của chúng ta ở một cái cấp độ cao hơn, hỗ trợ chúng ta liêu map tốt hơn trong cái giai đoạn đầu. Đầu game mà vô có mấy cái sự kiện này thì ngon rồi các bạn, các bạn cứ cày thôi, các bạn cứ cày rồi các bạn tăng cấp cho tướng ha Rồi trong video này thì cái thông điệp mà mình muốn gửi tới các bạn đó là trong vòng ngày 2 thì chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu được một cái con rem về tim để làm con carry leo map các bạn, để làm con carry leo map đầu game các bạn Thì trong vòng ngày 2 thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được việc này không cần quá là là nhiều thời gian cũng như là không cần quá lâu các bạn vòng ngày 2 thì chúng ta đã đổi được về cái con rem rồi và trong video sau thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mẹo sử dụng cái di sản gan gốc để chúng ta tối đa chúng ta sẽ tận dụng tận dụng tối đa cái phút các bạn chúng ta sẽ tận dụng tối đa cái phút hiện tại để chúng ta tăng bậc cao nhất cho một cái con tướng nào đó trong team để chúng ta tăng cái bậc cho cái con rem bằng với cái bậc cái con tướng cao nhất trong tim đó để cho rem của chúng ta có sức mạnh tối thượng cao nhất để cho nó hỗ trợ gánh tim tốt hơn các bạn nha Cái này thì mình cũng nhớ luôn các bạn khi mây tuyết tan đi gì đó rồi ấm uh, lụa nhảy múa và um, băng tuyết trên uh, sấm xét trên bầu trời đó các bạn ha đi lâu thì nhớ luôn còn cái này thì mây cũng như núi ba ba cái hướng trên gì đó rồi chúng ta làm thôi các bạn rồi chúng ta đi những cái này để chúng ta lấy về lượng tài nguyên cũng như cuộn sâm để chúng ta xâm thêm long tộc đang bật cái, cho tướng long tộc và đối với newbie thì mình sẽ lên một cái video uh, chia sẻ cho các bạn đó là chúng ta có thể phút những con tướng nào kể cả những con tướng long tộc hoặc là những con tướng nào đó khác mà chúng ta có thể phút được nếu mà bạn cảm thấy cái việc mà các bạn phút tướng á nó mang lại cái lợi ích lớn cho team mình thì các bạn có thể phút hay không thì video sau thì mình sẽ chia sẻ với các bạn nha thì theo quan điểm của cái mình của mình đó, nếu mà các bạn muốn build một cái hạt dài hạn theo thời gian thì uh, tốt nhất là chúng ta sẽ không nên phút mà còn trong quá trình chơi mà các bạn bị kẹt map và các bạn muốn vượt qua được cái ải mà các bạn đang kẹt á, các bạn muốn tăng bậc cho team của mình lên một cái vị thế mới á, một vị thế khác á, thì các bạn hoàn toàn có thể phút kể cả những con tướng hiện tại đang hốt meta chúng ta cũng hơi đề đầu chúng ta phút luôn không có vấn đề gì mà chúng ta phải ngại các bạn đó đây là cái cái xu hướng của mình nói chung là tùy theo cái cái kiểu chơi của các bạn thôi nó không có giới hạn gì hết các bạn thì giới hạn ở đây là chúng ta sẽ sẽ chơi theo kiểu nào các bạn muốn tích lũy cho giai đoạn sau hay là các bạn muốn đột phá nhanh trong giai đoạn đầu thì các bạn có thể lựa chọn một trong hai cách là các bạn phút thả ra hay là các bạn sẽ dừng lại một xíu và các bạn chờ OK rồi và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Nếu các bạn thấy hay đừng quên like, subscribe và nhấn vào chuông thông báo để xem thêm các video mới cũng như là để ủng hộ kênh nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Bye bye.